group ở trong Blender Trong Blender không có group các bạn nhé Mà nó sẽ gọi là collection Gọi là các bộ kiểu bộ sưu tập Không có group bởi vì nếu mà group như 3ds Max hay là SketchUp nó rất là lag Để làm việc chuyên nghiệp thì người ta sẽ dùng các cái giống như các layer ở trong CAD, trong Photoshop, trong 3ds Max cũng có các cái layer như thế này Chúng ta dễ quản lý và không bị lag quan trọng nhất là nó không bị lag để sử dụng cái này thì các bạn sẽ có hai cách đó là sẽ tạo một bộ mới sau đó chúng ta sẽ chọn các vật thể và kéo vào cái bộ mới đó Đây. hoặc là chúng ta có thể chọn các vật thể muốn tạo thành một bộ chúng ta ấn chuột phải chọn di chuyển đến Collection hoặc ấn phím tắt là M Ấn M này Ở đây thì nó sẽ hỏi là Chúng ta sẽ di chuyển đến đâu Đến một bộ mới Hay là đến các cái bộ Đã có sẵn Các bạn ấn vào bộ mới Và đặt tên cho bộ mới Ấn OK Để ăn group hay là để xóa các cái bộ để phá các cái bộ này các bạn cứ ấn chọn vào cái bộ này sau đó ấn phím delete nó sẽ tự bung ra để ẩn hiện các bộ thì các bạn sẽ ấn vào con mắt này để ẩn hiện các bộ này đây là cho phép chọn hay không chọn các bộ nếu mà các bạn không có cái biểu tượng này thì các bạn sẽ vào phần hình cái phễu này đây chúng ta sẽ lấy các cái icon này ra. đây, đây có nghĩa là không chọn, đây, có nghĩa là khi mà chúng ta bỏ hình con trỏ này thành chữ V, chúng ta sẽ không thể chọn được, không thể chọn được cái vật thể trong bộ đó. Vậy mình sẽ bỏ chọn hết này, đây, các bạn không thể chọn được trên vùng nhìn làm việc. dấu tích ở đây thì cũng tương đương thôi là ẩn hiện các cái bộ để chọn các vật thể ở trong một bộ này chúng ta sẽ ấn vào bộ ấn chuột phải chọn là select object Ngoài ra thì chúng ta có thể cài đặt về việc cho nó render hay không render này. Hình cái máy ảnh render này. Ngoài việc sử dụng các cái bộ này để nhóm vật thể, các bạn cũng có thể dùng một chức năng khác đó là set parent. Set parent này chúng ta có nghĩa là set cái vật thể gốc. Thì các bạn sẽ chọn một vật thể gốc này. Sau đó quét chọn hết các vật thể mà các bạn muốn nhóm lại. Sau đó ấn Ctrl P hoặc là ấn chuột phải Chọn Parent Chọn Object Và khi đấy thì các bạn sẽ thấy có một cái liên kết Giữa vật thể gốc này Và các vật thể còn lại Khi chúng ta chọn vật thể gốc Và di chuyển Thì tất cả các vật thể còn lại Nó cũng sẽ di chuyển theo Xoay Cũng xoay theo Scale Thì cũng sẽ scale theo để xóa cái set parent này các bạn sẽ ấn chuột phải vào parent và chọn clear parent hoặc phím tắt là anp. p. Nó sẽ xóa. Đó chỉ vậy thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ là trong Blender sẽ không có group như SketchUp 3ds Max thì nó không bị đơ và lag. Thứ hai là chúng ta cũng có thể set parent cũng được.